Tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đến tham dự và trao tặng cờ thi đua bằng khen cho Cục Điều tiết Điện lực. Tại hội nghị, đại diện Cục Điều tiết Điện lực đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 và đang tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng pháp luật, điều hành giá điện, hoàn thiện quyết định số 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ cấu điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để Bộ Công Thương chỉ đạo, điều hành đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt trong năm 2022, tham gia phối hợp điều tiết, vận hành các nhà máy thủy điện, đáp ứng nhu cầu nước của hạ du, hoàn thiện các quy định nhằm hỗ trợ việc tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận đóng góp của Cục Điều tiết Điện lực trong việc điều hành thị trường điện, đảm bảo công tác cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong các thời khắc cam go ở nhiều địa phương có dịch bùng phát nặng nề như Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Tây Nam Bộ, chủ động tham mưu cho Bộ Công Thương đề xuất trình Chính phủ 3 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Năm 2022, Bộ trưởng yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực cần quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất để đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh quá trình chuẩn bị để sửa đổi luật điện lực, làm cơ sở thực hiện hiệu quả thị trường điện theo cơ chế thị trường, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách về giá điện, trong đó có giá điện năng lượng tái tạo.